tiên, cô Ly và những người bạn. Tập 2, phải cẩn thận khi gió thổi mạnh. Wow. Wow. Ngọn đồi này thật tuyệt để thả diều. Wow, Johnny, sao diều cậu bay cao được hay quá vậy? Đây là một bí mật. Diều gì mà nhỏ quá vậy? Đây, nhìn mình nè, không diều nào bằng đại bàng của mình đâu. Wow. Đại bàng là vua. Peter, diều của cậu nhìn lạ quá. Không, đại bàng rơi xuống rồi. Peter, vẻ ngoài con diều không quan trọng đâu. Đúng đó Peter, con diều mà không cân bằng thì khó bay lên lắm. Peter, cậu có muốn mình giúp con diều của cậu bay không? Đừng coi nữa, rồi sẽ thấy. Không phải cái này. Thứ gì đó cứng như đá, đồng thời linh hoạt như cây cung. Nghĩ ra rồi. Đâu mất tiêu rồi. Em ơi, em có thấy cần câu của anh không? Đúng vậy, cần câu là thứ thích hợp nhất. Mình mình đã qua thanh kỳ tác của mình rồi. Siêu bão. Các cậu, có chuyện lớn rồi. Có một cơn lốc đang từ hướng Tây Nam thổi về thị trấn Brooms. Chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ đến đối phó cơn bão. Hiểu rồi chim. Thời tiết rất thích hợp để thả diều. Lần này sẽ tuyệt vời lắm đây. Bay đi, siêu bão. Mình làm được rồi. Đúng là con diều tuyệt vời nhất. Không, không, siêu bão ơi, không. Kiểm tra ở cảng rồi, giờ phải về thị trấn thôi. Hả? Đó là con diều. Thời tiết vậy mà còn thả diều sao? Hả? Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi. Được rồi. Cẩn thận. Được rồi, em có sao không? Dạ không, em nghĩ là không sao. Mình đi tìm chỗ lánh tạm đi. Dạ. Peter, hồi nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Em mang ơn chị nhiều lắm. Em nghe nè, ra ngoài lúc bão là một hành động vô cùng nguy hiểm. Biển báo và cây cối có thể đổ xuống. Em có thể bị những thứ cuốn theo chiều gió đụng trúng. Nên trong những ngày dự báo thời tiết nó có bão thì đừng đi ra ngoài. Nếu gió bắt đầu thổi mạnh khi em đang đi ngoài đường thì em phải vào lánh tạm ở các tòa nhà. Với lại, ở gần những nơi có điện như cột điện hay đèn đường và đèn giao thông cũng rất là nguy hiểm. Nên em tránh xa chúng ra. Hiểu chưa, Peter? Dạ. Em hứa với chị, mỗi khi thấy bão lớn thì sẽ không ra đường chơi nữa. Vậy thì tốt. Wow, xem ra diều của Johnny lại bay cao nhất. Johnny, cậu có bí quyết gì vậy? Bí quyết chính là tiến lên siêu bão ơi. Wow, Peter, diều của cậu bay cao thật đó. Con diều cũng giữ được thăng bằng nữa. Siêu bão của mình là vô địch. Nó đã sống sót qua cơn bão lớn. Thôi đủ rồi đó.
bộ phim Bully và những người bạn. Tập 3, mình bị mắc kẹo ở cuốn họng rồi. Xin chào ông Wheeler. Chào Jackie. Chào Tommy. Cậu đến vừa kịp lúc. Tôi có mấy quả mâm xôi tươi Jackie cho tôi đó. Mâm xôi lần này ngon lắm. Ông Wheeler. Tôi không sao. Cũng may là ông không sao. Lucy, em nhìn nè. Anh giỏi không? Wow, em cũng muốn thử. Em nhìn anh nè. Lần này sẽ làm được. Được rồi. Đi ta, cho anh dám ăn hết tấm trang của em. Lucy, chị cho anh viên sô-cô-la đi mà. Hồi nãy xin lỗi em, một viên thôi nha. Không, không có chuyện đó đâu. Một viên thôi, anh cầu xin em đó. Được rồi, chỉ một viên thôi. Cảm ơn nha, Peter. Trả kẹo lại cho em. Wow, đáng sợ quá. Lucy, em muốn ăn không? Ghê quá. Các con ơi, Trang pizza. Dạ. Peter, anh ăn hai miếng cùng lúc sao? Thôi đi. Em cũng có thể ăn giống anh mà. Miếng cuối là của anh mà đúng không? Anh ăn hiếp em. Lucy, con sao vậy? Peter, một mình Peter ăn gần hết cái bánh bị sai rồi. Peter. Chỉ là mẹ biết đó. Lucy, ngon không con? Dạ. Mẹ ơi, con cũng muốn ăn kem nữa. Không được đâu, con đã ăn vặt nhiều lắm rồi đó con à. Kẹo miễn phí đây. Phát kẹo miễn phí cho ngày khai trương tiệc. Ngon quá. Cho em một viên. Em nữa. Được rồi, đây. Kẹo miễn phí. Kẹo miễn phí. Vậy là xong. Xin chào, cứ tự nhiên. Cảm ơn. Em xin một viên kẹo với. Em cũng vậy. Ôi thôi chết, xem ra chị chỉ còn một viên thôi. Một viên thôi sao? Vậy là của anh rồi. Peter, Lucy. Gì đây? Đứng lại. Viên kẹo đó mới là của em mới đúng. Làm gì có, nó sắp vào miệng của anh rồi. Đáng đời. Sao vậy? Peter, con sao vậy? Hình như anh ấy bị mất viên kẹo rồi. Peter, tối lên nhà Peter. Cháu thấy đỡ hơn chưa? Cảm ơn anh nhiều nha. Cũng may là em không sao đó Peter. Cảm ơn chị Amo. Cũng may là đúng lúc chú đi ngang qua đây đó. Xém chút nữa là xảy ra chuyện lớn rồi. Sau này con sẽ cẩn thận hơn. Peter, bị mắc thức ăn trong họng là tình huống rất nguy hiểm, vì nó sẽ làm cho em không thở được. Em phải nhớ, em không được nằm khi ăn. Em phải ngồi thẳng thì mới được ăn. Không được ăn khi đang đi lòng vòng. Đừng nói chuyện khi có thức ăn trong miệng, vì có khả năng cao thức ăn sẽ bị mắc trong họng. Nếu bị mắc cổ họng và thức ăn làm cho em không thở được, em phải báo cho người khác biết ngay lập tức. Chỉ cần ghi nhớ những điều này thì em sẽ ổn thôi, được không? Dạ, em sẽ ghi nhớ. Em cũng vậy. Chỗ kẹo này đều là của em. Lucy, cho anh một viên đi, được không? Em mới dặn dò là không được ăn khi đang đi lòng vòng đâu đó. Chưa gì mà đã quên rồi.
Vậy về nhà rồi cho anh nha. Không có đâu. Lucy làm ơn cho anh một viên đi mà. Không, anh cầu xin em không?